Hi, welcome back to my channel, Stars Gonna Go. Slenderia today. Thank you.
Thank you.
Nó cứ như thế và trong video này thì các bạn sẽ tìm kiếm tất cả 8 tờ giấy và khi đó thì khi được 8 tờ giấy các bạn sẽ quay về trước đầu và ấn vào đó và hoàn thành được tất cả. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tờ thứ tư. Power of Slendoria. Let's go. Các bạn sẽ điều tra ra được căn phòng này, ngôi nhà này gồm có những ai và trong ngôi nhà này thì gồm có Slenderman, Slenderia và Granny. Các bạn đã điều tra khi các bạn lấy được bức ảnh đó thì các bạn sẽ bị mất đi và hoàn thành tựa này. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Slenderia The Cellar. Let's go. Thank you.
sau cái game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả những chiếc chìa khóa, và khi đủ những chiếc chìa khóa đó thì các bạn sẽ đến và mở một chiếc phòng ở trên tầng cao nhất, và trong đó sẽ có một món đồ mà các bạn cần tìm để thoát khỏi ngôi nhà này. Đây là một nơi mà có Slenderia, những con quái vật như nhện và oh my god, và Slenderia thì rất kinh dị luôn. So, ok, vào tôi kênh đi chào. Sẽ sang tới kênh tiếp theo. The Children of Slenderia. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm tất cả những mẩu chìa khóa màu vàng. Và khi đủ chiếc chìa khóa màu vàng đó thì các bạn sẽ mở chiếc cắt sắt này ra. Trong chiếc cắt sắt đó thì sẽ có một món đồ. Đó chính là một quyển sách. Và quyển sách đó để các bạn làm gì? Để các bạn sẽ tiêu diệt con quái vật thần ma ở trong ngôi nhà này. Đó như kiểu là một quyển sách trừ tà, một quyển sách tà thuật, ok. Thank you.
các bạn sẽ đi hết tầng 1, sau đó thì sẽ lên tầng 2 này, đi tìm kiếm tiếp, tìm kiếm khi nào đủ những chiếc chìa khóa của bạn thì lúc đó các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu. Ở đó thì có sẽ có chiếc két sắt, các bạn sẽ mở ra và lấy quyển sách, sau đó thì lại lên trên tầng 2. Các bạn sẽ có một cánh cửa cầu thoát, và khi đó thì những con ma trong ngôi nhà này sẽ bị tiêu diệt. Và đó các bạn hoàn thành cho tôi cái này. Nhưng đôi lúc sẽ giật mình khi chơi tôi cái này nhá. Sẽ ẩn hiện mập mờ sẽ bất cửa. Cho nên các bạn sẽ phải cẩn thận. Ok. Cẩn thận luôn. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.